số người dân có mức thu nhập trung bình, đặc biệt là các gia đình trẻ, những căn hộ chung cư diện tích nhỏ thường là sự lựa chọn ưu tiên bởi mức giá hợp lý. Tuy diện tích không lớn, nhưng những căn hộ này vẫn được thiết kế với đầy đủ các khu vực chức năng. Và nếu khéo léo trong việc trang trí sử dụng nội thất, gia chủ sẽ có được một không gian sống ưa mắt. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm không gian căn hộ mẫu 55m² của dự án Xuân Mai Spark Tower và tham khảo những gợi ý về thiết kế kiến trúc của căn hộ này. Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tới thăm căn hộ mẫu tại dự án Xuân Mai Spark Tower. Chỉ với diện tích 55m² thôi, tuy nhiên chủ đầu tư đưa ra những giải pháp thiết kế hết sức thông minh và hợp lý. Vì vậy mà căn hộ vẫn có đầy đủ các phòng chức năng như là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 loza và 1 nhà vệ sinh chung. Đây được coi là một trong những thiết kế hợp lý và phù hợp với hộ gia đình trẻ hiện nay. Đang có mặt tại không gian của phòng khách. Để tiết kiệm diện tích cho căn hộ, chủ đầu tư bố trí phòng khách, phòng ăn cũng như phòng bếp liên thông với nhau, tạo một không gian rất là ấm cúng cho những phút giây sum họp gia đình của quý vị và các bạn. Để tạo cảm giác rộng và thoáng hơn cho căn hộ, chủ đầu tư sử dụng gam màu sáng cho nền tường. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy đó là nền tường màu trắng. Chỉ với diện tích 23m² dành cho không gian sinh hoạt chung của gia đình, bao gồm phòng khách, bàn ăn cũng như phòng bếp, chúng tôi đưa ra những gợi ý về thiết kế nội thất cho khu vực bàn ăn. Đó là quý vị nên sử dụng những nội thất có kích thước trung bình. Bên cạnh đó là sử dụng tông màu trầm ấm. Ngoài ra có thể thiết kế thêm một cái hệ đèn dọi để tạo điểm nhấn cho khu vực bàn ăn cũng như là tạo một cái cảm giác là không gian riêng cho khu vực bàn ăn này. Phòng ngủ lớn với diện tích là 16m², sử dụng những thiết bị nội thất thông minh, ví dụ như là tủ âm tường, kệ tivi kết hợp tủ đựng đồ, làm tối đa hóa công năng sử dụng của căn phòng. Do vậy mà chúng tôi còn bố trí thêm được một không gian nữa, đó là không gian bàn trang điểm dành cho các chị em, cũng như là một không gian riêng dành cho bàn làm việc. Của phòng ngủ nhỏ dành cho các bé sử dụng tông màu tươi sáng và những hình trang trí hết sức là ngộ nghĩnh. Điểm nhấn trong thiết kế của căn hộ mà các bạn có thể thấy đó là mặc dù với diện tích nhỏ và vị trí ở giữa nhưng cả hai phòng ngủ của căn hộ đều có cửa sổ lớn và lấy ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài. Đây được coi là một trong những cái giải pháp thiết kế hết sức là thông minh và hợp lý mà chủ đầu tư dành cho căn hộ. Chúng ta vừa tham quan căn hộ mẫu tại dự án Xuân Mai Spark Tower. Hy vọng với những tư vấn cũng như gợi ý của chúng tôi vừa rồi, quý vị và các bạn có thể đưa ra những cái lựa chọn và giải pháp thiết kế thông minh hơn cho căn hộ của gia đình mình.